Hình ATY xin thân ái gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Sau lưng chúng tôi đang diễn ra một cái lễ hội té nước rất đặc biệt của chương trình Trương Vàng và Trưởng Thành lần 3 do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam thực hiện. Và các bạn biết không, nó đặc biệt ở chỗ là những lễ hội té nước lần trước á là được thực hiện vào những buổi chiều hoặc buổi trưa, nhưng lần này chúng tôi thực hiện vào buổi tối, và đặc biệt hơn nữa đó là màn dậm nước 3D rất là đặc sắc và rất sáng tạo. Và sáng tạo và đặc sắc và đặc biệt như thế nào, mời các bạn hãy cùng thưởng thức. Tôi nguyện cho thế giới an lạc.